Hello mọi người, là mình Barber đây. Cuối cùng mình cũng sắp xếp được một ít thời gian để phân tích một ván cờ mình mới nhận được cách đây khoảng một vài ngày của bạn Hùng Sơn. Thì mình thấy cái ván cờ này nó khá là hợp với cái chủ đề mà mình đang quan tâm và cũng rất muốn mọi người sẽ quan tâm đến cái chủ đề này, đó là về cờ tàn. Bạn Hùng Sơn cầm bên đen thì những cái nước đi đầu tiên của ván cờ thì nói chung về khai cuộc thì cũng không có nhiều điều để nói lắm, tuy rằng bạn Sơn đánh gọi là tìm kế hoạch đánh thì nó cũng chưa phải là tuyệt vời nhất, nhưng mà mình cũng không quan trọng điều đấy. Chúng ta sẽ quan trọng là chúng ta sẽ nhìn cái mặt, ví dụ như bạn Sơn thì bạn quyết định là sẽ tấn công bên cánh hậu, đúng không? Chúng ta thấy rằng là Sơn đã bên đen đã đi A6 rồi lên tượng rồi B5 gì đó, đúng không? Triển khai bên cánh hậu, tuy rằng cái dạng cờ này thì nếu mà đi như vậy thì cũng không phải là tối ưu. Tuy vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp tới một số, chúng ta sẽ đi tới cái đoạn sau mà mình quan tâm hơn. Tất nhiên thì điều mà chúng ta cần chú ý là gì? Đó là bạn Sơn đã từng có một thời gian là sau khai cuộc ấy, bạn ấy theo đuổi cái lối đánh tấn công vua, có nghĩa là gần giống như bạn Dương Quá, có nghĩa là cứ sau khi phát triển quân Nhật Thành xong thì bắt đầu dồn quân vào cái vua, bất chấp điều kiện, đúng không? Bất chấp điều kiện luôn, không cần biết điều kiện là gì, mình có điều kiện là để tấn công hay không thì mình cũng chuyển quân sang đó đánh. Thế thì bạn Hồng Sơn đã thay đổi khá nhiều, rất là nhiều rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau xem, tuy rằng là cái nước có vẫn có một số lỗi về chiến thuật, ví dụ như ở đây nước nhảy mã lên D4, thật ra là nó để lại một lỗi, một cái khả năng mà bên trắng có thể tận dụng được trên cái đường chéo này đó. Mình đã đưa cái ván cờ này cho một số bạn học trò của mình thì đa phần là mọi người đều có thể tìm ra được cái lỗi này. Bên trắng ấy mới đi nước mã H4 thì hơi dở, đúng không? Chẳng là bạn ấy có thể ăn luôn vào D4 và nếu còn tốt ăn lên, đây chính là cái mà khởi đầu cho cái đường chéo này nguy hiểm. Do còn tốt nó ăn lên rồi thì chúng ta có nước E5. Tốt tấn công mã và mã thì đang bị ghim nên gần như bắt buộc bên đen phải ăn vào con tốt E5, và lúc này bên trắng cứ đổi hết sạch vào F6 thôi đó. Và sau khi đổi xong thì tượng sẽ ăn được xe rồi, vậy là lời chất. Tuy vậy thì cái bạn bên trắng đánh hơi hơi tệ bằng cách là nhảy mã sang bên cạnh. Con mã này nhảy sang bên cạnh thì chúng ta thấy rằng là ý tưởng thì cũng có đấy, chắc là bạn ấy né đường ra mở đường cho tốt lên F4 tấn công kiểu thế, nhưng mà để sót được, để sót một cái đòn cũng không quá phức tạp. Rồi bên em đi C6 và lập tức là những nước đổi quân đó, đổi quân và bạn kia đi F4 thì F4 ở đây cũng là một lỗi sai của bên trắng nha, nhưng mà lần này thì bên đen là bạn Hồng Sơn thì lại không phát hiện ra. Và khi ăn tốt vào đây ấy, chúng ta thấy rằng là gần như không có quân nào ăn lại được hết. Nếu tốt mà ăn ấy, thì sẽ mất mã ra con hậu đây. Còn nếu mà hậu mà ăn lên ấy, thì lại bị mã nhảy vào E2 đó. Nên bạn bên trắng quyết định ăn xe lên, nhưng mà ăn xe lên ấy, thì lại bị tốt lên G5 đó. Nhưng bạn Sơn cũng không chú ý được điều này và bạn ấy đi hậu B6. Thế thì thật ra cái lối đánh của bên đen đó, của bạn Sơn đó, đó sau khi bị F5 đổi hết sạch thì do bạn ấy đã chủ trương rằng là sẽ cố gắng chuyển chuyển sang tàn đánh, chứ không để ván cờ nó phức tạp. Là thấy không, bên đen đã chủ động đổi hết rồi và đi hậu xuống D8 đó, và sau khi hậu lên F4 thì chúng ta có nước hậu F6 luôn. Ta đã ra được một cái cờ tàn khá là thú vị. Mình ấn tượng với cái
cái lối đánh này. Vậy thì tại sao mình luôn luôn nói rằng là mình thích cái lối đánh cờ tàn nhẹ nhàng này? Chúng ta sẽ gần như có thể gọi là không phải tính toán quá phức tạp trong những cái thế cờ chiến thuật. Đó. Bởi vì trong những thế cờ nó phức tạp như vậy thì bản thân chúng ta cũng có thể là người sai lầm trước đối thủ, đúng không? Chúng ta đưa, thường là chúng ta hay đưa đối thủ vào nơi phức tạp. Đấy. Thế nhưng mà có thể chính chúng ta sẽ tiêu trước, đúng không? Chúng ta sẽ là người thất bại trước trong cái thế cờ phức tạp đấy. Đó là một lý do. Lý do thứ hai để chúng ta đưa đối thủ vào những thế cờ tàn là lý do rất là đơn giản thôi. Nếu mà chúng ta có lợi thế trong cờ tàn nha, ví dụ vậy, thì cái bên lợi thế trong cờ tàn người ta xử lý ưu thế ở đó đã thấy gọi là còn hơi nản rồi đó, đúng không? Bản thân chúng ta mà có ưu thế trong cờ tàn, chúng ta vẫn cảm thấy rằng là xử lý nó yêu cầu cần cả một quá trình, cần sự tỉ mỉ, cần sự cẩn thận đó. Chứ nó không thể nào thắng nhanh gọn giống như những đòn chiến thuật, giống như những đòn tấn công của tướng vua. Đấy. Tuy vậy thì nó lại nhẹ nhàng, chúng ta chỉ cần cẩn thận và kiên nhẫn một xíu thôi, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Vậy thì đối với người có ưu thế đó, đối với người có ưu thế trong cờ tàn, người ta còn cảm thấy cái việc tỉ mỉ, cái việc kiên nhẫn là khó. Thì đối với cái người không có ưu thế trong cờ tàn thì sao? Thì còn chán nản hơn nữa. Và thường là sự phòng thủ ở đó là sự bất cẩn đó. Thế thì chúng ta đưa đối thủ vào một thế cờ nhàm chán, chúng ta cố gắng không nhàm chán và để cho đối thủ sẽ bất cẩn, sẽ lơ là, lỏng lẻo đấy, bởi vì người ta cảm thấy thế cờ nó khá chán, nó không có động lực để đấu. Ví dụ như thế cờ bên đen, đặc biệt thường là bên đen sẽ chủ động đưa về cờ tàn, là bởi vì bên trắng á, là người ta là người giống như là người chủ động mà. Rất nhiều người sẽ cố gắng tấn công, nhưng mà bên đen thì lại chuyển về cờ tàn thì không còn gì tấn công thì hơi chán thôi. Đấy, chẳng hạn như ở đây chúng ta có một cái thế cờ thế cờ tàn tượng rất thú vị. Vậy thì chúng ta sẽ nhận xét về thế cờ này một xíu, bên nào có cơ hội nhiều hơn, bên nào có tốt yếu thì bên đấy sẽ bất lợi thôi. Thì tốt yếu chúng ta có thể thấy được bên trắng có một con tốt, yếu nhất là A2, và vô tình thì con này nó lại là con tốt nằm ô màu trắng cùng màu với con tượng của bên đen. Đấy, thế thì rõ ràng là cái ưu thế nó có vẻ như sẽ nghiêng về bên đen. Đấy, còn những con tốt của bên đen thì đa phần là nó sẽ nằm trong ô đen đó. Chẳng hạn như con tốt C5 này sắp tới nó sẽ chuyển địa chỉ lên C5 này, thì con tượng trắng như gần như không có tác dụng gì trên bàn cờ này ngoài việc phải lo đi bảo vệ cái đám tốt, đúng không? Thì trong ván bên trắng bắt đầu đi H5 và H4, bên đen để mà có thể di chuyển tượng đi chỗ khác nha, thì chúng ta cần phải bảo vệ con tốt này trước và sẽ trở lên C5. Và ở đây nếu bên trắng dẫn tốt xuống thì vô tình chúng ta sẽ thấy là con tượng này nó ngày càng xấu, do là nguyên cái đám tốt này màu trắng hết rồi đó. Thế nên bên đen sau khi đi C5 thì bên trắng quyết định ăn luôn đó, và chúng ta ra được một thế cờ rất hay ở đây, đó là vua lên E3. Thì bên trắng đi lên E3 xong thì bên đen đi một nước, nói chung là rất rất dễ hiểu, đó là tượng F5 với một cái ý tưởng đơn giản là chui xuống dưới bắt hết cái đám tốt và chiến thắng. Đó, trong cờ tàn thì nó chỉ xoay quanh tốt thông và tốt yếu. Thế thì đến đoạn này mới là cái đoạn mà thực sự thú vị đây. Chúng ta sẽ thấy rằng là yêu cầu tính toán cực kỳ khủng khiếp. Trong cờ tàn á, thì do nó còn ít quân nên đa phần nó sẽ được sử dụng giống như những cái bài tập về khả năng tính toán sâu. Chúng ta hoàn toàn có thể tính cả chục nước đều được, do nó chỉ còn vài quân thôi nên chúng ta tưởng tượng rất là đơn giản đó. Thì ở thế cờ này bên trắng bắt buộc, gần như bắt buộc phải đi mất tượng E4. Trong ván thì bên trắng lên tượng E4 để ngăn không cho bên đen có thể chui vào được. Thế thì ở đây là một thế cờ quan trọng, gần như là quan trọng đối với bên đen. Bên đen sẽ làm gì?
với cái chuyện mà người ta chặn đầu mình thế này. Nước tượng E6 mà bạn Sơn đi trong ván thì có vẻ như là một nước không phải là nước hoàn hảo lắm, bởi vì nếu chúng ta rời bỏ khỏi cái đường chéo đó thì rất khó để chúng ta quay lại. Nên chúng ta nên tính thử cái nước mà chúng ta duy trì được con tượng trên đường chéo. Ví dụ như nước vua E5. Đó. Bây giờ bên trắng lại là người phải quyết định rời bỏ khỏi đường chéo này hay sẽ đổi luôn. Đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thử cái nước ăn, nước đổi luôn. Thì nếu mà đổi luôn á thì chúng ta có nước ăn tốt lại, và cái thế cờ này người mà chiếm được cái thế đối vua chính là bên đen. Đó. Ví dụ như thế cờ này nếu mà bên trắng thì có khoảng 2 nước có thể đi được, 3 nước đi, 3 nước này. Một là vua D3, 2 là vua F3 và 3 là dẫn tốt đợi. Chúng ta phân tích thử được cái nước dẫn tốt đợi. Trước khi dẫn tốt đợi thì con tốt này nó tự lẻ ra, lúc nãy nó đang được anh em bảo vệ chứ bây giờ là nó đứng lại một mình rồi, thì bên đen sẽ quyết định quay về để tấn công nó. Bên trắng có thể lên cản đường tấn công, chúng ta sẽ lên H6 và chúng ta lại chiếm thế đối vua. Bên kia buộc phải đi G4, chúng ta ăn luôn, và sau khi ăn luôn thì chúng ta đi lên vua E5 và chắc chắn là chúng ta sẽ áp sát được con tốt. Nước tiếp theo chúng ta đi vào và chúng ta ăn tốt. Đấy, thế thì con tốt tự tạo ra điểm yếu thì không hay lắm. Biến tiếp theo đó là biến vua D3. Vua D3 chúng ta có thể đợi một nước là H6. Nếu mà bên kia lại đi tốt thì tự nó tạo ra điểm yếu, chúng ta lại vòng ra, chúng ta bắt. Đó, bên trắng lại ngồi đợi tiếp thì chúng ta nhấn H5. Và lần này khi vua đi qua D3 thì chúng ta đẩy F4, và khi mà đối thủ ăn thì chúng ta ăn lên là chúng ta có đường vô tấn công tốt rồi. Đấy. Thế thì vua F3 gần như là nước duy nhất. Tuy vậy thì chúng ta sẽ phải tưởng tượng và tính toán thật là sâu, thật là kỹ đoạn này. Đó là bên đen sẽ chui vua vào bắt con tốt ở A2 trước. Đó, xem chúng ta có kịp hay không. Thì đoạn này mình khuyên các bạn là nên thử tưởng tượng. Đó, chúng ta sẽ thử đi cờ trong đầu, bởi vì nó trên bàn cờ nó chỉ có mỗi vua với tốt thôi, nên rất rất là dễ để tính, chúng ta hoàn toàn có thể tính được. Và vua D4, vua F4, vua C3, vua ăn luôn, vua B2, chúng ta dẫn tốt lên, bên trái dẫn tốt lên thì ăn luôn, và G5. Tuy vậy thì ở đây bên đây có vẻ nhanh hơn, giờ có nước A4, bên kia ăn luôn, chúng ta đi B3 và chỉ còn hai nước nữa là xuống hai ô thôi là phong hậu rồi. Bên kia chắc chắn không kịp, H5 và B2 dẫn tốt lên ăn và bên đen phong hậu trước và chắc chắn nó sẽ thắng. Đấy, thế thì chúng ta thấy rằng là cái thế cờ khi mà vua lên E5 á thì tượng ăn và F5 là không thể xảy ra được. Nếu mà họ dám ăn thì chúng ta có thể chiến thắng dễ dàng. Vậy thì nếu không thì chúng ta họ sẽ làm gì? Nếu mà bên trắng đi lùi xuống tượng D3 đúng không, chúng ta có thể không ăn vội, chúng ta có thể đi nước H5 đợi một nước đã. Đó, và nếu bây giờ ăn á thì chúng ta lại ra thế cờ cũ thôi, đúng không, ăn tốt lên và vua F3, đúng không, chúng ta lại chui vua vàng. Đó, nó giống với thế cờ cũ, không có gì quá khó khăn để tính cả. Ở đây bên trắng có một cái nước đi khá thú vị, đó là tượng C6, với ý đồ là nếu bên đen chui vào B1 để bắt A2 đúng không, thì bên trắng sẽ có nước vua D2. Đây, nếu bên đen cứ cắm đầu ăn luôn thì chúng ta sẽ thấy rằng là bên trắng có thể đi vua C2 và nước tiếp theo là bắt chết con tượng. Do con tượng làm C6 rồi thì nước A4 không thể nào cứu được nha. Bình thường A4 để cứu tượng, nhưng mà do con tượng làm C6 rồi. Đó là ý tưởng của nước C6. Nhưng mà nếu bên đen không vội vàng trong việc ăn tượng, ăn tốt ngay,
Vâng, vua đề hàm chúng ta la vua xuống đã. Đó. La vua xuống thì cái cờ này ví dụ như con tượng di chuyển một nước thì chúng ta ăn luôn. Vua áp sát thì bây giờ trong khoảng thời gian mà bên trắng áp sát bắt con tượng thì chúng ta bay qua bên này, chúng ta đi xuống đây nhé, bắt con tốt thì cũng là có thể chiến thắng. Ví dụ như bị vua e3, vua b2 chúng ta ăn luôn, ăn luôn tượng thật ra lại là một nước nước sai, thật ra ăn luôn là một nước hòa cờ nha. Ví dụ như ăn đây, vua f2 tượng lên e4 ăn luôn tốt, vua a4 và con tượng nằm ở đây nó có nghĩa vụ bảo vệ cái ô này, tốt sẽ không thể nào phòng được. Thế thì chỗ này sau khi ăn luôn thì chúng ta ăn đây, vua qua chúng ta đi vào đây, vua qua dí thì chúng ta sẽ chạy tượng đi nha. Và nếu dí tiếp thì chúng ta ăn luôn con tốt này, và con tốt của chúng ta sẽ là người phong nhanh hơn. Ví dụ như vua ăn tượng, vua ăn tốt. Nếu mà đua thì chắc chắn không lại rồi, bên này bốn ô lận mà. Đó. Đua như này. Đó, thì là hòa, hòa, sorry. Mà đằng nào thì chúng ta cũng kết luận là nếu tượng ăn là hòa mà đúng không? Đó là cũng là bên đen rõ ràng là ăn vào đây là sẽ bị hòa cờ mất. Thế thì cần phải đi nước nào? Chúng ta có hai phương án, một là A4 luôn. A4 cũng rất là thú vị. Ở chỗ là nếu mà vua mà ăn á, chắc chắn là A3. Suốt đời con vua phải nằm đó để bảo vệ. Và bên vua đen sẽ qua đây luộc hết đám tốt này, nên bên kia bắt buộc phải ăn, và ăn thì bên này ăn tượng này. Giờ này cũng khá là khó để tưởng tượng, nếu trong trong đầu chúng ta sẽ tưởng tượng, chúng ta sẽ tưởng tượng ta thấy là giờ như thế này, khó là khó như thế này. Đó, bên kia đi A6 và sau bị ăn á thì đó là ba tốt. Về cảm nhận thì chắc chắn là ba tốt là sẽ ăn được tượng đấy, nhưng mà để cho chắc chắn á, chúng ta nên tìm thêm một cái phương án khác nó dễ dễ dàng nhận biết hơn. Cứ A4 thì có vẻ nó ra ba tốt ấn tượng thì nó vẫn chưa thực sự là chắc chắn. Thế thì ở đây có nước vua F2 thì có vẻ dễ dễ dàng hơn, bởi vì sau khi vua ăn á, chúng ta sẽ ăn con tốt này. Đó, và để mà con vua này mà nó vòng lại một đường tới đây mà ăn tốt ấy, thì bên trắng đã bên đen đã kịp ăn tốt này và phong hậu mất rồi. Đó, chúng ta sẽ thấy được là không không hề dễ dàng gì, nên có vẻ là vua F2 là sẽ ok. Vậy thì chúng ta gần như đã kết luận được là nếu bên trắng có đi lui xuống hay là ăn luôn hay là tượng C6 đợi chờ gì đấy thì cũng đều bất lợi. Đó. Thì đây là một cái thế cờ tàn mà chúng ta cần phân tích kỹ lưỡng như thế. Thế tuy vậy trong ván thì bạn Sơn bạn lại chạy xuống E6. Nói chung là trong một ván đấu thì để mà phân tích kỹ lưỡng như thế thì đòi hỏi tính tự giác rất là cao. Chủ yếu là mình đề cao tính tự giác ấy. Rồi thì vua sau khi tượng xuống E6, bên kia nhảy vua lên F6, bên bạn Sơn thì H6, và thế cờ này gần như chúng ta có thể thấy rằng là hòa đó, hòa nha. Nếu bên đen bên bên trắng đánh đúng sẽ là hòa. Ví dụ như tượng xuống C2, bên trắng bây giờ đã kiểm soát được cái đường chéo quan trọng nhất rồi. Đường chéo này là liên quan đến con tốt yếu mà. Đó. Thì gần như bên bên đen không có cơ hội nào để chiếm lại được. Ví dụ như nếu bây giờ lên tới F5 thì sẽ ra một cái thế trận khác hoàn toàn. Vì sau khi tốt ăn lên đấy thì người chiếm thế đối vua lại là bên trắng. Đó. Ăn vào vua ăn. Vua G6 và chúng ta có nước H5. Và thế cờ này là thế cờ có vẻ như là bên đen sẽ bất lợi luôn. Bên đen mà đi sang đây thì có thể là hòa đi sang đây, hoặc là có thể tính toán đến nước này thôi. Mình cũng không có phân tích sâu đoạn đấy, mọi người tự xem thế nào nha. Mình chỉ chứng minh rằng là tượng lên F5 là không thể thành công được nữa rồi đấy. Thế thì tuy vậy
trong ván bạn bên trắng lại không đi tượng C2. Và đây cũng chính là một cái lỗi phổ biến nếu mọi người đánh cờ tàn nhiều. Mọi người sẽ thấy rằng là cơ hội để thắng cờ tàn nó dễ dàng hơn rất là nhiều do cái khả năng phạm sai lầm rất lớn. Bạn bên trắng cảm giác rằng là cờ mình đi G4 nó sẽ ok đúng không? Chẳng có gì cả, tốt đi lên cao, vua đi lên cao, tượng cũng nằm cao hơn bên đen, thì có gì mà không đi G4 đúng không? Nhưng thật ra nó lại là một nước sai lầm rất lớn, là bởi vì nó tự đặt thêm một con tốt nữa vào ô màu trắng. Có nghĩa, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là bên trắng có thêm điểm yếu. Bên đen lập tức tận dụng ngay G5 ăn và chạy đi vua chạy đi. Chúng ta cùng nhau để ý đi, tất cả các con tốt nằm bên nằm của bên đen đều nằm vào ô màu đen, thì con tượng của bên trắng có tác dụng gì không? Chả tác dụng gì hết, vô nghĩa, giống như vô hình luôn. Còn các con tốt của bên trắng thì lại nằm ô màu trắng, mà con tượng của bên đen nó cũng nằm ở màu trắng, vậy thì cái khả năng mà nó đi càn quét cái đám này quá dễ dàng. Và đến đây thì bạn Sơn thắng nhẹ nhàng bằng cách là lên vua đây, sau khi vua, sau khi tượng chạy đi đúng không, chui vua vào và đối thủ và chịu thua nhanh chóng. Sau đó con vua thì không thể nào cứu giúp được gì vì nó đang bận bịu với con tốt yếu này. Con vua bên đen sẽ tranh thủ đi vào và thịt cái đám tốt này không hậu. Đấy thì một ván cờ, một cái chiến thắng mà mình nghĩ rằng là rất tuyệt vời cho bạn Sơn. Từ một người luôn luôn bị mình nói rằng là tấn công bất chấp, suốt ngày tấn công vào những cái lúc điều kiện nó không tốt, đã chuyển thành một bạn đánh cờ với cái lối đánh thế trận, với lối đánh mà đa phần là đổi quân đi để giữ lại những quân đẹp, nó quan tâm đến cấu trúc tốt hơn một xíu và đánh cờ tàn tốt lên. Mình hy vọng là mọi người sẽ nhận được những, rút ra được những bài học hay từ ván cờ này. Và bây giờ thì bye bye mọi người nha.